mình là sao đây? Còn đây là Bim Bim Thuốc nè các bạn ơi. Các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Ngày hôm nay mình có một cái tin vui cũng như là một cái món quà từ một cái người chị từ trên xì phố gửi về cho mình luôn các bạn ơi. Thì cái nick Facebook của chị này tên là Yến Nhi. Chị gửi về cho mình với lại Bim Bim một cái món quà cực là khủng luôn các bạn. Mình mới nhận được từ của anh shipper á. Thì đây, bây giờ mình sẽ khoe với các bạn luôn nha. Quá trời đồ luôn nè các bạn ơi. Thì trong đây á, thì chị nói mình gửi cho mình đồ ăn giặt nội địa. Thì cũng có rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm mua đồ ăn giặt nội địa. Thì mình không có biết đường mua các bạn ơi. Cũng khá là vui luôn. Thì trùng hợp là có chị này gửi đồ cho mình là chị Nhi đó các bạn. Gửi về cho mình nguyên một cái thùng luôn nè. Ngày qua thì mình kiểm tra hàng của shipper nó đưa cho mình á. Mình kiểm tra coi nó có bị hư hao mất mát gì không. Nhưng mà mình kiểm tra rồi nhưng mà mình chưa có khui ra hết các bạn. Mình chưa có coi nữa. Thì ngày hôm nay mình cũng muốn quay lên và cho các bạn cùng xem thử cái món quà mà mình nhận được của từ thôi chị Nhi nó sẽ như thế nào các bạn. Thì em xin cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị đã yêu quý em và cũng như là Bim Bim để gửi tặng cho em cái món quà này nha. Em thật sự cảm ơn chị rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu khui thôi các bạn ơi. Còn con mắm thúi này bữa nay nó bận cái đầm hồng sang chảnh không. Đó, hai đứa, đứa bận áo vàng, đứa bận áo hồng như hai cây viết màu vậy. Hay. Chị hãy đến gần tôi đi nào. Thì bây giờ các bạn ơi, mình sẽ cùng Bim Bim khui quà nha. Khá là đã luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ khui ra từ từ. Để từ từ người ta khui làm gì dữ hả? Bây giờ con Bim Bim nó nôn nở quà. Từ từ người ta mở quà. Cái con này nó khui trước mình, nó giành mình kìa. Từ từ đó mày khui đi. Trời ơi, nó nôn nở mở quà quá các bạn ơi. Đây nè, mình mở đây. Từ từ đây nè, từ từ nó muốn lấy ra khoe các bạn nè. Đó, đây nè các bạn. Ô, cái bánh gì xinh xinh đó Bim Bim. Đây nè các bạn ơi, đây là combo ăn giặt nội địa nha. Còn đây là hình như là bánh gì giống bánh gán quá vậy. Đây nè, mình sẽ để qua bên nha. Đó, một loại nè. Còn đây là cái bánh gì mà tiếng Tàu, tiếng U gì mình không biết các bạn ơi. Hình thấy có cái hình trứng muối nè. Đây nè các bạn. Đó, mình sẽ để qua một đống vậy nha. Tiếp theo là cái bánh này, bánh gì Bim Bim. Từ từ làm gì vậy, chị đọc chữ cho tôi coi coi. Chưa trời ơi, chưa gì hết, nó muốn ăn rồi các bạn ơi. Cái chữ gì mà có tiếng Tàu, tiếng U rồi tiếng Anh thêm tiếng Ao nữa, không biết cái gì luôn các bạn ơi. Để qua ăn bên luôn đi. Đó, còn thêm một loại bánh này, hình như mình có thấy chà bông nè. Chắc này là bánh bông lan chà bông trứng muối chứ gì phải không ta, không biết nữa Bim Bim. 1, 2, 3 loại rồi. Từ từ ơi, còn này giống miếng cước cừu nồi với Bim Bim phải không. Này nó làm theo hình dạng cước chùi nồi thôi. Từ từ đấy, người ta nói một hồi người ta khui cho rồi coi mà cái vô duyên không. Coi đó, nó vô duyên không. Đó nè, mình không biết giống miếng cước chùi nồi quá hả. Đó, mình sẽ để đây nha. Còn tiếp theo. Wow, ở đây gì nữa nè. Có bánh xin nó ngồi bên kế bên nó coi nữa các bạn ơi. Đang hồi kêu nó xin ké thì chứ đâu. Cái bánh gì mà trống này hình thấy cái hình phô mai phía trước nè. Đó, để bên đây luôn. Còn là ô cha, cái này mới giống miếng cuốc chùi nồi nữa nè Bim Bim. Cái miếng này nó dài hơn nè các bạn ơi, y chang luôn. Từ từ, chưa có ăn mà chị làm cho nát bét của người ta đi. Thứ gì mà vô duyên á. Còn cái này, cái này mình biết nè các bạn ơi. Cái này là bánh sữa chua. Bánh sữa chua nè. Sao này là của Nhật Bản, Hàn Quốc, còn hay là Trung Quốc vậy mình không biết nữa. Ủa các bạn ơi, đồ ăn giặt nội địa là của Việt Nam hay là của nước ngoài vậy? Mình không biết nữa nha. Các bạn nào biết hãy để lại phần comment cho mình biết nha. Nói thiệt với các bạn á, mình hay lúa lắm. Còn đây thêm một bịch bánh sữa chua nữa nè. Hôm qua mình thấy tò mò cái này nè các bạn, mình có mở ra coi thử. Thì ra đây là một hũ kem. Đây là kem đắp mặt, đếm mắt để cho nó xinh xinh đó các bạn. Chắc là chị cũng thấy mình hay bị bụt con mắt á, cho nên chị rất là tâm lý luôn. Để cho mình cái hộp này để xúc con mắt nè. Đó, mình thì để dành đó đi. Đó, còn đây, wow, xịn sò quá Bim Bim ơi. Trời đất ơi. Thì đây là hai hộp trà sữa phải không các bạn. Mình cũng không biết nữa, mình thấy trên, bữa mình thấy coi trên TikTok là nói là cái này trà sữa nè, mình không biết phải là trà sữa không nữa. Đó, mình sẽ để đây đi. Đó, để đây đây Bim Bim. Đó, thêm tiếp theo là gì ta. Ôi, không có đồ ăn của mày đâu, mày nghe không. Cái này là của tao.
không có đồ của mày đâu. Nó lục nó kiếm đồ của nó đó các bạn ơi, đặng hai đứa chia gia tài đó chứ gì. Trời ơi, cái này của ta mà. Cái này tôi chỉ coi cho chị coi ké thôi. Còn đây là cái gì? Wow, đây là bánh bông lan nho hay gì nữa các bạn ơi. Nè, đồ ăn vặt là bánh trái thôi à. Đây này là hình như là bánh sữa chua mà vị chanh dây. Đây nè, thêm bịch bánh sữa chua nữa nè. Wow, cái bánh này bánh sữa hả? Có hình lon sữa nè. Ai, chị đừng có me mà chị lấy, chị cướp đồ của tôi nghe, đồ con cướp cạn. Nó chuyên gia cướp cạn luôn ở đó. Nó dành ăn, nó dành giật cho bây giờ hả? Cái nó tụt cái váy luôn nè. Nó quá trời chị ha. Ê, có đồ cho mày đó nè, bim bim thúi ơi. Đây nè, cho coi nè. Quay qua. Đồ. Tái nói có đồ cho mày cái là mày làm gì à? Nè, từ từ. Đây nè, có đồ cho bim bim đó nghe các bạn. Trần. Đây là hai bịch xúc xích nè bim bim. Thường ngày mình mua cho nó có 1 bịch, à bên này được 2 bịch mà hai vị khác nhau luôn nè. Bên đây là vị bò, còn đây là vị heo nè. Ồ, mê mê chưa? Giờ mày có của rồi nè. Đó, cắn đi. Cắn gị ra, xé đi. Xé đi. Xé được tao cho mày ăn luôn. Nó xé đi. Đó, tao cho mày xé tới mốt cũng chưa rồi nữa. Nó cho nó xé nè. Nó xé bữa này quà của mày đó. Nó để nó đi nha. Ồ, còn trong này là từ từ. Chút đi tao khui cho ăn mà. Rồi bây giờ mình sẽ khui tiếp còn hai cái món cuối cùng là còn một món cuối cùng thôi các bạn. Mình tin chắc là các bạn đã yêu cầu mình làm cái món này luôn rồi đó. Mà mình chưa có mua được các bạn ơi. Đây nè. Thần. Mình coi trên mạng rất là. Ê, trời đất ơi, cuốn này. Nó leo lên cái giò của mình luôn. Ở lộn, leo lên cái tay của mình để nó coi luôn ha các bạn ơi. Cái giò thúi của mày nè. Dơ quá hà. Đó, đây nè, hay là cái hai hộp miếng trùng khánh nè các bạn ơi. Đó, mình thấy khá là lâu trên Shopee rồi mà mình chưa có dịp mua nữa. Ngày hôm nay được chị tặng cho mình luôn rồi nè. Rất là thích luôn á. Hết trơn cái thùng rồi các bạn ơi. Nhiều cái thùng đây nè. Quá trời đậu luôn mê mê ơi. Ủa ôi quá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quá trời đậu rồi. Từ từ, bữa nay mìm mìm nó mê các bạn ơi. Ê, đấy từ từ người ta cho đó. Rồi tuột cái váy đi. Nó tuột cái váy chị đi. Rồi ăn mặc con gái con lứa vậy đó. Cái thấy đồ ăn cái tớp ha. Chị cướp cạn của mình hồi sớm giờ nó phá rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khui đồ ăn để mình bịt miệng nó lại nha các bạn. Đó, thường ngày thì Bim Bim nó đã được ăn xúc xích heo rồi, ngày hôm nay có được thêm bịch xúc xích bò nữa nè các bạn. Giờ mình sẽ cho Bim Bim ăn xúc xích bò nha. Cảm ơn chị đi Bim Bim. Cảm ơn chị đã cho mày đi. Cảm ơn chị nhiều nha. Rồi bây giờ mình sẽ khui cho Bim Bim ăn. Phải phái rồi các bạn ơi, mê mê rồi. Ơi từ từ. Đó, từ từ, nó thấy xúc xích cái nó mê lắm mấy bạn ơi. Nè, chị ăn đi. Đó, trời ơi, quất một cây xúc xích 1 phút 30 giây. Ô, dầu ô, trời quá đất rồi. Ô, trời ô. Ô, nó nói chưa được một nốt nhạc. Nè. Xong, một cây xúc xích. Rồi, tiếp theo một cây nữa. Trời, ô. Quá trời rồi, thơm nhan không bim bim. Quá ngon luôn. Phải khoái rồi. Trời ơi, ăn chùa mà thơm nhan quá trời quá đất luôn hả. Đó, tiếp theo chị đã xong một cây nữa. Để tôi cho chị ăn bữa nay thỏa thích luôn. Trời ơi, từ từ. Trời ơi, cái con này. Đó, từ từ người ta cho ăn không được hả. Nè, nó múc 1 phút 30 giây đó. Nè, đó. Quá trời quá đất rồi. Thêm một cây nữa nha. Giờ xe thêm một cây nữa. Lần đầu tiên ăn được xúc xích bò phái. Mấy bữa tao ấy, trời ơi nó nuốt hết 4 cây rồi các bạn ơi. Đây nè, nó nuốt hết 4 cây nè. Hồi bích si sẽ mình sẽ cho nó ăn bánh với mình nha các bạn. Trời ơi, lần này chị quất 5 cây luôn hả. Nó hết bịch xúc xích luôn các bạn ơi. Bữa nãy nó ăn quá trời rồi. Bởi vậy ăn chùa là nó ăn dữ lắm á. Con này nè, đó, ăn xong chuẩn bị gãy đầu nữa, dở cây bành háng ra cái gãy đầu à. Nè. Trời ơi, cái bù diều nó xài không bên luôn rồi. Lỡ rồi quất luôn đi. Lâu lắm rồi mới được có xúc xích nè. Nè. Giờ còn nửa cây rồi chị để cho ai ăn? Nè. Con nếm thúi vậy đó các bạn ơi, còn nửa cây nè. Mình để vô bạch đi. Để chưa chưa cho nó nhâm nhi lại. Đó, quất hết 4 cây nè, coi chịu nổi không? Thôi bây giờ sẽ tới lượt mình nha.
Ê, coi coi ăn cái loại nào trước Bim Bim ha. Rồi quay qua tôi cho chị coi cái chiên ngưỡng giờ là bánh của tôi nè. Đó, bây giờ mình sẽ lấy một cái cây nào đây. Giờ mình sẽ ăn cái bánh lạ lạ đi các bạn ơi. Đây mình thấy mình thích nhất là cái miếng cước chùi nồi nè các bạn. Thấy là mê mê rồi, phê phái rồi đó. Giờ mình sẽ xé nha. Giờ mình sẽ xé miếng cước chùi nồi này nè. Ồ, nguyên một đường luôn. Dài thòn lòn. Nó khá là mịn, mịn đó các bạn ơi. Đó. Quá xá im. Ôi coi nè, có nó mê mê không? Có thêm miếng giữ út hút ạ. Sẽ bẻ ra phân nửa nha, chừa mẹ mình phân nửa đây cho mẹ mình ăn thử cái đồ ăn vặt nội địa nó như thế nào các bạn. Mình bỏ qua bên đi. Đây mình sẽ ăn con Bim Bim. Đó, xin mời các bạn nha. Wow. Nó béo mà nó thơm các bạn ơi. Ở trên đây có phô mai nữa nè. Nó cực kỳ béo luôn á. Tiếp theo mình sẽ ăn cái cây này nè. Xé ra. Đó. À quên đó. Quên cho Bim Bim thưởng thức thử cái miếng cước cùi nồi nè. Ăn đi Bim Bim. Không được hả? Không chịu hả? Nè ăn đi. Bởi nè ăn xúc xích của nó xong nó vậy đó các bạn ơi. Ơi nè. Chúng xi luôn đi. Nè. Tiếp theo. Bây giờ. Tiếp theo mình sẽ ăn cái cây này nha các bạn. Không biết trong có gì nữa. Ồ. Ồ. Nó thơm quá. Mình cũng sẽ chiều cho mẹ mình nửa cây. Mình ăn phân nửa thôi. Ăn cho nó biết thôi các bạn ơi. Mình sẽ xé ra. Cái này thì dẻo dẻo nè. Có mùi của bánh mì. Xì. Nè xì. Bây giờ tiếp theo mình sẽ ăn cái gì đây Bim Bim? Ăn gì đây Bim Bim? Mình đừng có phá cô ta được không? À, mình sẽ ăn thêm là cái bánh này đi các bạn. Cũng giống cái miếng cước cừu nồi nè. Mình thấy nó xin xin lắm. Bây giờ mình sẽ xé ra. Nè các bạn, bên trong nó như thế này nè. Cũng chừa mẹ mình phân nửa đây. Bánh này nó có vị chua chua. Nó hơi. Mà cũng là bánh bông lan các bạn ơi. Nhưng mà thấy là bánh bông lan này thì nó mịn hơn. Cái này giống combo bánh bông lan. Tiếp theo là bánh sữa chua huyền thoại nha các bạn. Không biết bánh sữa chua này xuất phát từ ở đâu nữa. Đó, mình sẽ xé bánh sữa chua này các bạn ơi. Ồ, nó khá là dẻo đó. Wow, nó dẻo nè Bim Bim. Mê mê không? Quên nữa. Xin mời các bạn miếng bánh sữa chua mình nha. Thôi để mình ăn cho. Nó cực kỳ thơm mùi sữa chua á. Nè Bim Bim. Nè. Trời ơi, lắc đầu nữa rồi. Sao bọn buồn chị ghê á. Nó vô ở trong thì nó chua chua các bạn. Con chia chị Bixi nè. Con cho chị Bixi miếng nha các bạn. Nói xin. Nó dẻo mà nó cực kỳ thơm luôn. Rồi. Tiếp theo mình sẽ ăn bánh này có cái trứng muối nè các bạn. Mình xé ra Bim Bim, cứ xúc vô nè. Đó, nắng nôi quá. Wow, cái này nhìn giống cái bánh bao quá vậy. Hôm nay tới 3 cái trứng muối luôn nè các bạn. Giờ mình sẽ xé ra cho các bạn xem nha. Wow, trong nè. Mình ăn lộn cái miếng giấy các bạn ơi. Đây là cái miếng giấy mình phải gỡ ra nè. Trời ơi, con đó ta nói hai lúa á. Nhưng mà nó có mùi sao sao á. Không biết diễn tả sao nữa các bạn ơi. Giờ mình gỡ ra luôn để cho mẹ mình nha. Thôi mẹ mình không biết mẹ mình ăn cái miếng giấy này giống mình nữa. Mình sẽ cho cái xi miếng này nha các bạn. Xi. Nè. Vậy tiếp theo mình sẽ ăn cái loại bánh sữa chua. Bánh sữa chua cái mà cái này là cái gì ta? Cái này là chanh dây thì phải. Xé ra luôn. À, thơm quá. Wow, cái này nó thơm nè. Nhưng mà duy nhất được có một cái à. Xé rẻ ra luôn. Cái nào mình cũng chừa cho mẹ mình miếng nha các bạn. Ở trong là miếng màu hồng nè. Chanh dây mà nó màu hồng. Bánh sữa chua chanh dây.
nó dẻo dẻo. Chắc đây là bánh phô mai rồi không bánh bông lan hết trơn rồi bạn ơi. Ăn no quá nhưng mà mình thấy hết hai cái này nè. Cái này hình như là giống bánh rán Doraemon vậy á, sáng luôn. Làm gì chị đứng như trời trồng vậy? Nó quất xong vậy nó no nó rồi đó các bạn ơi. Đó, mình sẽ chờ mẹ mình cái này luôn. Ở trên này như bánh rán Doraemon chị Trang luôn. Đúng là bánh rán các bạn ơi. Bên trong thì nó có viên đậu đỏ nè, quá là ngon. Đây hai cái bánh sữa chua nè, cũng y chang cái hồi nãy nè. Để mình ăn bánh sữa nha. Từ từ, ôi quên, bánh sữa này nãy khui, ôi thơm hơn nè. Nó giống như cái bánh gì hồi nãy hơi hôi đó các bạn. Giống này bánh này nó thơm hơn nè. Có loại khác nữa, mình tưởng là mình khui giống rồi chứ. Ôi nhưng mà bên trong nó cũng có cái lòng đỏ đỏ, ôi lộn, như cái trứng vịt vậy đó, nhưng mà nó màu trắng các bạn ơi. Đừng nói này là phô mai nha, nó nói nhà quê á. Ủa này nó thơm, nó giống như cái nãy các bạn ơi. Giỡn chừa mẹ mình luôn, nó nhiều ngán á. Mình bẻ thôi chứ mình không có cắn nha các bạn, tại vì cái này có một cái à. Trời ơi lông lá chị gấp tùm le que á chưa à. Tiếp theo là cái bánh chà bông. À. Cái này giống mình giống review quá các bạn ơi. Đó. Đây xin mời các bạn nha. Cái này nó ăn sẵn thề y như miếng cước thật. Nó hơi là ngọt ngọt á. Ở đây còn cái nữa này mình sẽ khui cho các bạn hết luôn, coi hết luôn nha. Đây là có hình phô mai ở ngoài. Chắc lại là phô mai nữa rồi đây. Mình sẽ lấy ra luôn. Đó. Có một cục khói như thế này nè. Nó xé ra. Rồi, bánh bông lan phô mai. Chắc ăn xong đợt này bánh bông lan mình sẽ tởn luôn. Quá trời nhiều vị bánh bông lan luôn các bạn. Ô, cha cha chả lụa. Đây, cái này giống cái bánh cái giống cái miếng cước chùi nồi nãy nè các bạn ơi. Em bé em làm gì vậy? Đói thì người ta cho ăn nghe chứ không có làm cái thối đó nha. Phá phách. Ồ, cái này tiên tiến hơn nữa các bạn. Cái miếng cước chùi nồi này nó có thêm lỗ lỗ dưới nữa nè. Này nè các bạn ơi, nó có màu mè hơn nè. Ồ, đây là cái miếng hút chấm ẩm. Thôi lỡ gỡ ra. Ở trong đây nó có màu mè nè. Hình như này là nho thì phải rồi các bạn. Mình sẽ khui ra nha, bẻ một bên thôi. Ở trong đây nó có màu mè quá đó hẹ. Ừ. Ngon chua chua. Mấy miếng hồng hồng mình không biết là cái gì nữa. Nói chung tất cả cái này đều là bánh bông lan. Ngon quá các bạn ơi. Mình sẽ cho một xem miếng này luôn nha. Cái gì? Còn cái miếng bánh, còn miếng trùng khánh này với lại trà sữa này chắc mình sẽ để ăn sau các bạn. Giờ hiện tại là mình ăn mấy loại bánh này mình ngán quá, khá là no luôn rồi. Đây là cơm bột bánh bông lan nội địa các bạn ơi. Mình nói chung là cực kỳ thích luôn á. Lần đầu tiên mà mình có thể ăn được nhiều cái loại bánh bông lan mà nhiều vị như thế này, có nhiều hình dáng khác nhau đó. Thì chắc mình xin kết thúc clip tại đây. Và trước khi kết thúc clip thì em xin cảm ơn chị Yến Nhi đã gửi tặng cho em với lại Bim Bim một cái món quà khá là thích như thế này luôn nha. Thật sự là em với lại Bim Bim cực kỳ thích luôn. Trước giờ em chưa bao giờ được ăn những cái loại bánh như thế này luôn nè. Nhờ chị tặng mà em mới có thể nếm thử được tất cả các hương vị của bánh bông lan phải không chị? Em cũng không biết nữa. Nói chung là mình khá là nhà quê luôn các bạn. Mình có sao mà nói vậy à. Mình quê là mình chịu quê thôi à, chứ biết sao giờ. Cái mềm mềm thúi ha. Khá là vui luôn. Còn cái này thì mình để chắc để ăn sao các bạn ơi. Bây giờ ăn hết nổi rồi. Nói mình với lại Bim Bim xin kết thúc clip tại đây luôn các bạn. Và nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình hay và thú vị, hãy để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình với lại Bim Bim thú nha. Và bây giờ hai đứa mình xin chào và hẹn lại. Bye bye. See you cả nè em. Bye 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 bye.